mái. Rồi bây giờ thì tiếp theo các anh chị sẽ thử với nghiệm mấy cái bài phiêu mà chúng ta sẽ nhanh ha, tiết tấu nhanh. Ở đây là chúng ta sẽ có cỏ thanh thảo thì tiết tấu này rất là nhanh đấy. Đấy thì ở đây chúng ta cũng có bâm đúng không? Thứ hai chúng ta sẽ có cái phần là dolly và toàn trung cận. Rồi thế rồi bao giờ cũng toàn trung cận bâm dolly. Rồi chúng ta để một cái bài hát chuyên nghiệp thì chúng ta cần những cái suộc như vậy, vậy thì nó mới đủ để chúng ta dựng cái bài ca nhạc hay đúng không ạ? Create Manticam, được chưa? Chúng ta sẽ chọn là sao? Audio, rồi sau khi xong bấm OK. Rồi sau khi các anh chị so xin xong bao giờ nó cũng tạo một cái Manticam mà chúng ta nhớ đổi tên đến lúc mà tìm nó hơi khó đúng không ạ? Manticam Thanh Thảo. Được chưa? Sau khi Manticam chúng ta bấm vào đây, chúng ta thấy không? Tự động nó khớp xin luôn cho chúng ta. Được chưa? Đấy, rồi bây giờ chúng ta làm sao ạ? Đưa vào timeline. Kéo nó xuống đây. Rồi, bật cái tính năng Manticam mà. Còn nếu mà chúng ta không bật Manticam mà chúng ta dựng là không có thấy ở đâu ha. Rồi, bắt đầu Dũng sẽ bấm. Rồi, muốn to lên chúng ta bấm hẳn dấu ngã đúng không? Dấu ngã chúng ta học rồi rất là quan trọng. Lúc nào cũng có thể dùng, đôi khi màn hình chúng ta nhỏ có bấm dấu ngã là full to lên. Thì tất nhiên là nếu chúng ta dựng càng nhiều suộc thì cái độ tốc độ nó càng chậm, tùy thuộc vào máy của chúng ta ha, nó sẽ không real time. Còn máy của ai mà real time thì cái này nó báo màu vàng, à màu xanh là real time, còn màu vàng là nó sẽ bị giật nè, bấm ạ. Đấy. Đấy, chúng ta tha hồ phi cảm giác đúng không? Tí nữa nó bắt đầu nó vàng. À, ví dụ như chúng ta sẽ khớp theo nhạc ta. Chúng nghe nhạc chúng ta phải khớp theo đúng mình. Chỉ là con trai thì hay biết bao nhiêu điều mà chẳng cần make up, chẳng cần vuốt tóc và không còn vuốt tóc phải có vuốt tóc luôn đấy. Giờ một đêm kia, ôi thật choáng váng, là khi nhìn trong gương và trông thấy anh. Ok, một thằng con trai đang cười với em. Trời ơi, búp bê đã xinh chẳng còn đâu. Và từ nay em không được như xưa, không được cứng như búp bê mà phải bưng vào bê. Đấy, thì đấy là tức là chúng ta đừng ngại cái việc mà chúng ta chọn cảnh ha. Đôi khi mà chọn sai chúng ta không thể là theo kịp được với những đối với những cái bài nhanh nha. Đấy, thì sau này chúng ta cần thiết thì chúng ta sẽ tự động chúng ta thay đổi sau. Đấy. Được chưa? Đấy thì bắt đầu chúng ta sẽ ngồi phân tích là chúng ta zoom hẳn ra và cứ thế dùng công cụ này thì đấy là Dũng áp dụng cho các anh chị thấy. Còn sau này chúng ta thực hành, các anh chị thử dựng xem một cái bài ca nhạc nó hay không đúng không? Chúng ta thi với nhau xem ai dựng hay. Đấy. 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 Ok, đấy là cái cách mà chúng ta